Bây giờ em sẽ test bắn vít tôn cho em cùng xem nhá. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về số lượng rất là lớn cái mẫu khoan có model là HKCDR0065 của Hukan anh em nhé. Thì cái con này thì nó sẽ có rất nhiều phụ kiện đi kèm anh em nhé. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở hộp sản phẩm ra để giới thiệu đến toàn thể các bác. Đấy, khi mà các bác mở hộp sản phẩm này, các bác sẽ thấy này, có rất nhiều món phụ kiện đi kèm nhé. Các cái đầu khẩu nhỏ này, mũi khoan này, cái đầu bắn vít ba ke, lục giác rất là nhiều luôn anh em nhé. Có cả một cái con sâu này. Đấy. Thì một bộ sản phẩm của con Hukan này thì nó sẽ có hai viên pin 5 cell, một sạc và thân máy anh em nhé. Thì thân máy của con này thì nó sử dụng cái chân pin phổ thông M21. Thì ví dụ như nếu mà anh em có pin rồi thì anh em mua một bộ sản phẩm này, anh em có thể dùng chung được nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Thì nó sẽ rất phù hợp với những bác thợ điện tử, thợ điện lạnh, các bác thợ trần vách thạch cao, các bác thợ nhôm kính. Đấy, sử dụng con này thì rất là ok nhé. Mặc dù máy là đầu 10 ly nhưng mà cực kỳ khỏe luôn anh em nhé. Con này thì sẽ là đầu autolock anh em nhé. Đầu này là đầu sắt autolock. Đấy, rất là xịn xò. Và máy là máy 3 chức năng anh em nhé. Chế độ bắt vít này, chế độ khoan gỗ quan sát này và chế độ khoan cô búa là anh em có thể khoan được tường, khoan được bê tông anh em nhé. Và con này có tổng cộng là 25 cốc độ trượt. Và đây này là cái điều chỉnh tốc độ nhanh chậm ở trên thân máy anh em nhé. Đấy. Thì con này sử dụng cái động cơ brushless không chổi than. Đấy, và con này thì cực kỳ khỏe luôn anh em nhé. Đấy. Con này của nó vòng tua, mắc tua lên tới là 1550 vòng phút. Đấy, và con này thì lực siết lên tới là 65 newton anh em nhé. 65 newton, rất là khỏe luôn anh em ạ. Đấy, hai viên pin của nó đây. Pin này của nó thì có dung lượng là 1.5Ah nhé. Đấy, pin chân pin phổ thông. Đấy, anh em mà đã có pin chân phổ thông rồi thì ví dụ như anh em xài hai cục pin này hết, anh em có thể lắp sang, anh em xài vô tư thoải mái nhé. Và pin này thì nó sẽ có cả cổng sạc adapter. Đấy. Đi theo máy là sẽ có hai pin và một sạc adapter như thế này và rất nhiều phụ kiện anh em nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cùng các bác trực tiếp đi test cái sản phẩm này luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ test bắn vít tôn cho anh em cùng xem nhé. Rồi, ok, các bác đã cùng em đi test sản phẩm rồi. Đấy, các bác thấy ông máy rất là khỏe, mặc dù là nhỏ nhưng mà siêu khỏe luôn, gọn nhẹ, các bác sử dụng rất là đa năng. Và cái bộ sản phẩm này thì các bác mua hàng bên em
là trong chương trình khuyến mại thì bên em sẽ tặng thêm cho các bác một cây thước rút dài 7,5m anh em nhé. Nó là thước lỗ ban. Đấy, anh em nhìn này, hai mặt nhá, lỗ ban, và là thước rút tự động, cực kỳ là xịn sò luôn anh em nhé. Cây thước này thì hiện tại bên em đang bán là 50.000. Đấy, một bộ sản phẩm này thì hiện tại đang bên em đang bán là 950.000 anh em nhé, và miễn ship đến tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng, được test thử hàng đầy đủ trước khi thanh toán. Đấy, thì các bác là có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình anh em nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác.